Sáng ngày 12 tháng 11, Ban Công tác Mặt trận thôn Vũ Di, xã Vũ Di tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Tới dự và chung vui ngày hội có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Văn Đăng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Thôn Vũ Di hiện có 527 hộ dân với 1.673 nhân khẩu. Phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Vũ Di thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hiện trong thôn không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo chỉ còn 3 hộ. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 96,8%. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn thông minh đạt kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến thông tin về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2023. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận thôn Vũ Di tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh và địa phương, thực hiện tốt hương ước, quy ước khu dân cư, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, phấn đấu trên địa bàn thôn không còn hộ cận nghèo, xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, nâng cao tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đã tặng hoa chúc mừng, tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các cuộc vận động, trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.